trong một lần đi công tác ở Hàn Quốc cùng với một người bạn, anh ấy nói ở Việt Nam nhựa gần như nhập khẩu 100%. Lúc đó tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nếu mình có thể sản xuất được. Và đó là khi ý tưởng về nhựa châu Âu đã nhen nhóm. Để rồi vào ngày 28 tháng 9 năm 2007, công ty cổ phần nhựa châu Âu đã chính thức được thành lập. Năm 2008, nhựa châu Âu khánh thành nhà máy đầu tiên tại khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, nay là thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, với công suất khoảng 700 tấn trên tháng. Như mọi doanh nghiệp non trẻ, nhựa châu Âu của những ngày đầu cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Khi sản phẩm Philip Masterbat được nghiên cứu phát triển, nó là sản phẩm mới nên khách hàng cũng đắn đo và mình cũng mất rất nhiều thời gian để chứng minh sản phẩm này là tốt. Tại thời điểm đó, filler Masterbat hay chất độn nhựa canxi carbonate đều là những cái tên hoàn toàn xa lạ với thị trường nguyên liệu nhựa Việt Nam. Bởi vậy, bài toán lớn nhất mà nhựa châu Âu phải đối mặt chính là làm sao để đưa filler Masterbat tới gần hơn với khách hàng. Giúp khách hàng hiểu sản phẩm, nắm được công dụng và ý nghĩa của sản phẩm với thực tiễn sản xuất đã là khó. Thuyết phục họ tin tưởng, sử dụng và trở thành bạn hàng lâu dài còn khó khăn hơn gấp bội. Khi khách hàng chưa biết đến mình, việc tiếp cận, giới thiệu và để họ tin tưởng cũng như cho mình cơ hội để thử mẫu là luôn là khó khăn. Tại thời điểm đó thì UOB là một cái tên hoàn toàn xa lạ với bạn bè quốc tế, lọt thỏm giữa các ông lớn ngành nhựa. Nên là mình cũng cảm thấy có một chút hoang mang. Thách thức là vậy, song không gì có thể ngăn cản tinh thần của UOB. Bằng lòng kiên định và những nỗ lực miệt mài, nhựa châu Âu đã từng bước chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm tốt, giá thành cạnh tranh, cùng hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, có khả năng đáp ứng đều và liên tục các đơn hàng lớn. Từng khâu trong quá trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn ISO và hệ thống URIC. Qua đó, đảm bảo sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thành phẩm. Đội ngũ nhân sự năng động, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn các giải pháp nguyên liệu tối ưu nhất phục vụ khách hàng. Tất cả đã tạo nên hình ảnh đẹp về một thương hiệu nhựa châu Âu với các giải pháp nguyên liệu nhựa tối ưu, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, việc lần đầu tiên tham dự Cây Phè năm 2010, hội chợ ngành nhựa lớn nhất thế giới được tổ chức 3 năm một lần tại Đức, đã trở thành bàn đạp đưa tên tuổi của UOB tới gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây là cơ hội quý báu để UOB tiếp cận với hàng nghìn khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, giới thiệu các sản phẩm nổi bật, cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những tên tuổi lớn trên thị trường. Sau Cây Phè, China Plus, hội chợ ngành nhựa lớn nhất châu Á là đòn bẩy tiếp theo đưa UOB tới gần hơn với Trung Quốc, một trong những thị trường nguyên liệu nhựa sôi động nhất thế giới. Việc tham gia các hội chợ thương mại thì giúp UOB có cơ hội tiếp cận gần hơn với hàng nghìn khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ đó thì nâng cao uy tín cũng như mức độ nhận biết thương hiệu trên trường quốc tế. Những phản hồi tích cực của khách hàng đã mở ra cơ hội cho UOB đến gần hơn với đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế. Từ một thương hiệu phục vụ cho thị trường nội địa, UOB đã vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nguyên phụ liệu ngành nhựa hàng đầu thế giới, với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, EU. Những bao filler nhãn hiệu Europlast hiện đã có mặt tại hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đưa UOB vươn lên trở thành nhà sản xuất filler Masterbat số 1 toàn cầu. Xét trong lĩnh vực phụ gia và Masterbat, tôi nghĩ chúng ta có quyền tự hào khi UOB đã trở thành một thương hiệu được nhớ mặt đặt tên giữa các tên tuổi lớn trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở đó, trước những yêu cầu ngày càng cao từ phía thị trường, UOB cũng chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời xác định bộ phận R&D sẽ trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tại UOB thì R&D đóng vai trò là một phần cốt lõi trong sự định hướng và phát triển sản phẩm của UOB.
với hai nhiệm vụ chính, đó là nghiên cứu đáp ứng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời đáp ứng được cái cạnh tranh giá thành sản phẩm cho khách hàng. Thông qua hoạt động nghiên cứu và cải tiến sản phẩm, UB đem tới cho khách hàng các giải pháp nguyên liệu tối ưu, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm với giá thành cạnh tranh hơn. 65 năm phát triển, thì UB có các dòng sản phẩm truyền thống như là filler masterpad, color masterpad và phụ gia cho ngành nhựa. Hiện tại, nhựa châu Âu cũng đang nghiên cứu sản xuất, cung cấp các cái sản phẩm compound nhựa kỹ thuật cho các lĩnh vực điện, điện tử, ngành giao thông, ngành xây dựng. 15 năm với biết bao thăng trầm, từ một nhà máy ban đầu, UP hiện đã có mặt trên khắp lãnh thổ Việt Nam với hệ thống 9 nhà máy hoạt động trên các lĩnh vực đa dạng theo mô hình tập đoàn. Lĩnh vực sản xuất nguyên liệu nhựa. Với hệ thống 6 nhà máy hoạt động liên tục, UP cung ứng mỗi năm khoảng hơn nửa triệu tấn masterpad các loại, bao gồm filler masterpad, color masterpad, phụ gia, compound và bio. Sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lĩnh vực khai thác khoáng sản. Với lợi thế nguồn đá vôi tự nhiên chất lượng cao, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái là đơn vị khai thác và sản xuất bột đá canxi carbonate, nguyên liệu chính tạo ra filler masterpad cho ngành nhựa. IBM tự hào là một trong những đơn vị khai thác và chế biến bột đá hàng đầu thế giới, với sản lượng bột đá cung ứng hàng năm ước tính vào khoảng 600.000 tấn. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Nhựa gỗ châu Âu là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm gỗ nhựa composite, ứng dụng trong các công trình dân dụng, thiết bị ngoại thất. Lĩnh vực năng lượng xanh. Là một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và khai thác năng lượng điện mặt trời, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Europlat cung ứng hơn 150 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia, góp phần ổn định và phát triển đời sống cho người dân theo định hướng bền vững. Không chỉ mở rộng quy mô tại thị trường nội địa, UP đang từng bước vươn mình ra biển lớn với nhà máy đầu tiên được khởi công tại Ai Cập. Nhà máy mới sẽ tạo tiền đề để UP từng bước thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp toàn cầu. 15 năm trôi qua, vị thế của UP hiện tại đã có nhiều thay đổi. Song, ngay cả khi đã đứng trên đỉnh cao, chúng tôi cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội trong tương lai. Bởi với mỗi UP có một thứ luôn mãi mãi không già, đó là khao khát tiến lên phía trước, chinh phục và phát triển. Đạt mốc 1 tỷ USD, có chi nhánh ở nhiều quốc gia trên thế giới, với đội ngũ cán bộ công nhân viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. UB sẽ mở nhiều nhà máy ở các châu lục khác nhau để đáp ứng được các cái nhu cầu sản phẩm của từng châu lục. Tôi nghĩ là sẽ có thêm nhiều nhà máy, không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài. Có thể UB sẽ thêm những cái mảng mới, có thể là công nghệ thông tin hoặc những mảng khác, vân vân. 20 năm là con đường thời gian rất xa. Tôi cũng chưa hình dung rõ rệt nhựa châu Âu sẽ phát triển như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều là thương hiệu LB sẽ được cả thế giới biết đến. Và người Việt Nam sẽ tự hào vì có một thương hiệu như thế.